điều này khiến cho chúng ta suy sâu nghĩ chính chúng ta học đạo phải hiểu rõ có nên phát tâm sanh vào thiên đạo hay không chớ nên sanh vào thiên đạo là một chọn lựa sai lầm vì sao chẳng rốt ráo tuy phước báo của chư thiên to hơn chúng ta thọ mạng dài hơn chúng ta nhưng nếu chúng ta thấy con phù du trên mặt nước từ lúc sanh ra cho đến khi nó chết đi chỉ có mấy giờ Loại người chúng ta thọ mấy chục năm, chư thiên nhìn chúng ta có khác gì chúng ta nhìn loài phù du hay không? Thọ mạng của chúng ngắn ngủi ngần ấy. Xác thực là như thế. Đừng nói là vô sắc giới thiên. Chúng ta nói tới dục giới thiên thì đã không sánh rồi. Đao lợi thiên trong dục giới thiên chẳng kể là cao Là tầng thứ hai Một ngày trong đao lợi thiên bằng 100 năm trong nhân gian chúng ta Nếu loài người chúng ta có thể sống 100 tuổi Thì chư thiên đao lợi sẽ thấy quý vị sáng sanh tối chết Chư thiên đao lợi thế nhân gian như vậy một ngày trong dạ ma thiên Bằng hai trăm năm trong nhân gian Đầu xuất thiên Hiện thời Di Lạc Bồ Tát đang trụ nơi đó Một ngày của họ bằng bốn trăm năm trong nhân gian nếu chúng ta dùng 24 giờ để xem trừ thiên đầu xuất thế nhân gian chúng ta thọ 100 tuổi Bằng mấy giờ của họ? 6 tiếng đồng hồ quý vị phải biết chân tướng sự thật này chẳng có hứng thú sanh thiên chẳng làm chuyện ấy có công đức sanh thiên và tu vi như thế dùng những thứ ấy để sanh về tây phương cực lạc thế giới sẽ chẳng có vấn đề gì vì sao chẳng sanh về thế giới cực lạc Đến thế giới cực lạc mới thật sự giải quyết vấn đề Nơi ấy mới thật sự là vĩnh sanh Vô lượng thọ Thật đấy, vô lượng thọ chẳng giả Thật sự là vô lượng thọ Trở về tự tánh Thật sự vĩnh viễn chẳng có sanh diệt 啊，那。嗯